Khá nhiều đây. Câu hỏi thứ hai là y kinh giả nghĩa tam thế Phật oan mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết thì nghĩa như thế nào? Thì câu này nó như thế này. Y kinh giả nghĩa là tại vì mình không hiểu nghĩa của kinh. Tôi nói ví dụ như là cái câu mà vô trí diệt vô đắc, mà có một ông già nói hai cha con khiêng cái lu, rồi khiêng tới nơi rồi á thì thay vì ta kiếm cái cục gạch hay cái gì đó ta để cái lu xuống đặng mình giật cái tay mình ra, rồi sau đó mình mới là nhóm cái lu lên mình mới hất cái khúc cây hay miếng gạch đó ra thì mình không bị kẹt tay. Cái phần ông già, ông cha thì ông có trí, ông làm như vậy. Còn con bên kia nó khiêng rồi, cái lu đem để ép xuống, nó tay dính lên miệng lu, tay dính đến lu đem để dưới đất. Tức là kẹt cái tay lấy không ra, nó la lên, nó giật đại ra, tét, da hết. Thế thì ông già ông nói, mày thấy không? Ta đã nói rằng là, Phật nói là vô trí diệt vô đắc. Mày làm việc vậy mày không có trí, mày không trí cho nên mày mới là tét ra tay. Thế thì là cái câu kinh không phải nói như vậy. Nói như vậy là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, oan cho Phật đó. Vô trí gì vô đắc, thí dụ câu đó là tôi nói là không dài là mình học Bát Nhã thuộc rồi vậy. Tức là cái người tu hành đó là về cái ý niệm tu, gọi là năng tu. Mình đừng có chấp mình là cái người tu, người năng tu. Bồ đề là quả sở đắc, đừng chấp bồ đề là cái quả sở đắc gì hết. Cái quả vô thượng bồ đề đó không phải là quả sở đắc của mình, mà sự thật. Nếu cái ngày mà mình trở về mình thành vô thượng bồ đề là cái ngày mình trở về cái địa vị cũ vốn có của mình, chứ không phải là cái mới đắc. Còn cái gọi là mình tu đây á mà, thật ra mình không có tu gì hết á. Thí dụ như mình không giết người, cái đó là cái chân lý của cuộc sống nó vậy chứ, mình không giết người đâu có gì gọi là tu. Còn cái người mà cướp của giết người là cái người đã sống sai chân lý. Sống sai chân lý rồi mà sống sai với cái hiến pháp và luật pháp của xã hội nữa là ta sẽ tử hình thôi. Thế thì là người cướp của giết người là người sống sai chân lý, sống ngược chân lý. Xã hội không chấp nhận và đạo lý càng không khen ngợi gì hết, không chấp nhận. Còn như mình không giết người, không cướp của là sống đúng với cái nhân phẩm, cái tư cách của con người trong xã hội, và đối với chân lý là cái Phật tánh của mọi người không hề có cướp của giết người. Do vậy cho nên là mình không cướp của giết người không có gì đáng gọi là tu, mà là mình sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Do vậy cho nên là cái ngày mà mình thành quả vô thượng bồ đề cũng không phải là cái quả sở đắc, ai cho ai tặng, ai thưởng ai khen, mà đó là mình trở về với cái Phật tánh vốn có của mình. Thế thì chịu vô trí dịch vô đắc là người ta dạy cái đạo lý cao như vậy, mà chỉ vì là cái tay ấy là để cho nó kẹt tay, chạy tay. Kinh nói vô trí dịch vô đắc, mày làm gì không có trí là không được. Nói vậy không trúng kinh. Đó. Rồi còn như thế này nữa. Cái ông Địa Tạng,
Cái ông Địa Tạng mà nếu mà nói theo mà ý tứ của kinh đó, ông Địa Tạng không phải là cái ông mà để làm cái việc ai cầu nguyện rồi vác gậy sắt đi phá địa ngục cho người đó. Còn ai cầu nguyện thì đem cái Ngọc Minh Châu mà phá cái chỗ tối tâm hắc ám cho người đó. Bồ Tát Địa Tạng không phải dựa vào cái sự cầu nguyện của mọi người mà làm. Còn ai không cầu nguyện, mình không van xin, không cúng lễ mình là mình không làm. Mình để cho người ta đọa địa ngục, người ta ở trong cái chỗ tối tâm. Còn ai van xin cầu nguyện mình thì mình vác gậy sắt mình phá địa ngục, mình đem Minh Châu mình xóa bóng tối cho họ. Địa Tạng không có làm cái đó. Mà Địa Tạng đây á, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Địa Tạng là khể thủ từ bi đại giáo chủ địa ngôn kiên hậu quán hàm tàng. Địa Tạng đây tức là cái ông tâm địa của mình. Địa Tạng, chữ tàng là kho tàng, chứ địa là tâm địa. Đất chứa tất cả mọi sự mọi vật, trong đó có ngũ cốc ngũ hòa, tất cả đều sinh từ đất. Tâm địa của ta nó sinh cả, nó có thể sinh cả tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sen vân vân, tất cả những thứ phiền não, mọi thứ nguyên nhân đau khổ đều từ nó mà sanh. Và nó cũng có thể làm cho ta địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula sống trong cuộc sống cực kỳ khổ đau, có trung bình có, và thoải mái như cõi trời cũng có. Và tâm địa của chúng ta có thể làm cho ta hoàn toàn ra khỏi ba cõi là quả gì là hơn, cũng là do tâm địa của ta. Bồ Tát cũng ta và Vô Thượng Bồ Đề cũng do tâm của ta. Ta giác trọn vẹn, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý 100%, ta là Vô Thượng Bồ Đề. Do vậy cho nên đó, Địa Tạng là một cái ông tâm địa của ta, tùy theo ta bồi dưỡng, ta tu tập, mà ta trở về ta sống với cái chân lý thanh tịnh vốn có của tâm địa ta, của thể tánh tịnh minh ta, của chân tâm thuần trú của ta, thì ta là Phật. Chính cái tâm của ta mà ta tu thiện, từ thập thiện, tứ đế, lục độ, thì coi như là trong tay của cái người tu hành đó có gậy sắt vậy. Không có địa ngục nào mà tồn tại nổi với cái gậy sắt mà bất chiến bất thắng này, coi như đập vỡ tan hết địa ngục. Và nếu ta tu thập thiện, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, vạn hạnh, thì coi như là không có cái chỗ a tỳ ngục tối tâm đối với người này được nữa. Tự nó phá hết. À, do vậy cho nên địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Cho nên cái bài kệ của người ta là Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân, Hương Vũ Hoa Dân Cộng, Cặp Hoa Vũ, Bảo Vũ Bảo Dân, Vô Số Chúng Vi Tường, Thoại Biến Trang Nghiêm, Thiên Nhân Vấn Phật Thị Hà Nhân, Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Cái bài rất là hay, nhưng mà mình y kinh giải nghĩa, mình không giải được cái lý sâu sắc của kinh. Rồi mình nói ông Địa Tạng là Địa Tạng bổn hạnh, Địa Tạng bổn nguyện, Địa Tạng bổn thể, là có cái ông Bồ Tát mà đi cầm cái gậy để đi đập phá dùm địa ngục cho ta nếu ai gian giá cung kính ngài. Và ông có cái viên Minh Châu, chỗ nào tối tâm hắc ám nhất, ông đi tới đâu là phá tan tới đó. Do vậy cho nên mình cầu, mình nguyện, mình lại cái ông đó, hy vọng ở nơi ông đó, hoàn toàn là quan cho ba đời chư Phật đó. Cũng như nói Phật nói rằng tu hành á, người nào tu hành á và đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ rồi thì người này tự có Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn. Điều đó đúng, sự thật. Nhưng mà trong khi đó là mình không hiểu được cái Niết Bàn ở đâu. Rồi mình lại tưởng rằng là tu hành rồi chết rồi mình mới có Niết Bàn ở cái cõi xa xăm cách đây là một ngàn tỷ năm ánh sáng. Có cái cảnh Niết Bàn ở chỗ đó.
Bây giờ đây mình tu rồi nữa, mình có thần thông, mình bay ra 1.000 tỷ năm ánh sáng, có thế giới đó gọi là Niết Bàn. Quan cho Phật lắm đó. Không bao giờ có cái thứ Niết Bàn ở xa, ở gần gì hết. Cũng như ngày hôm qua là tôi đi kinh tế mới nè. Tôi đi tới kinh tế mới rồi, mà tại vì là cái đường lộ đó bây giờ nhà người ta ở đều là nguy nga sang sắc, nhà gạch, nhà tường, nhà lai có, điện nước có đủ. Tôi ghé tôi hỏi, thưa bà, chỗ này là kêu bằng cái chỗ chi? Người ta nói chỗ này là cái xã hội nghĩa. Tôi hỏi chỗ còn kinh tế mới, người ta gọi là điểm 1, điểm 2 chỗ nào? Nói, dạ, ở đây là kinh tế mới đây. Tôi hỏi, ủa, vậy là kinh tế mới là gì đấy hả? Tôi hỏi đó là trong cái đầu của tôi là muốn đặt tới cái vấn đề Niết Bàn rồi. Tôi hỏi tôi bà, kinh tế mới là gì đây hả? Họ nói dạ, kinh tế mới điểm 1 là ở đây. Gì đây hả có nghĩa là kinh tế mới không phải ở xa xôi gì hết. Vậy mà mình đi trong kinh tế mới rồi mà mình đi tìm kinh tế mới. Mình không biết kinh tế mới. Cho nên là mình tưởng kinh tế mới ở xa xôi. Chứ kỳ thật, kinh tế mới là gì? Là cái chỗ người ta mới tụ họp về ta làm ăn mà nó chưa đầy đủ tiện nghi, khó khăn thì ta gọi là kinh tế mới. Nhưng mà làm ăn mà nó đầy đủ tiện nghi như mọi thứ bình thường thì cái mới đó nó không còn là mới nữa, mà nó trở thành cũ, mà cũ không còn là cũ, mà nó trở thành ra chỗ ở của dân tộc của một nước. Không còn đặt vấn đề mới cũ. Vì tiện nghi vật chất, điện, nước, tivi, rồi gần nước máy, nước bơm thì không còn là mới nữa, mà thậm chí nước còn đầy đủ hơn ở đây. Là vì đóng cái giếng cái là đặt cái motor vô là đóng cầu dao là nó bơm, mà khỏi lo thiếu nước như ở đây. Thế thì kinh tế mới không còn gọi là mới. Vậy thì gọi là cũ được ư? Cũ không còn gọi là cũ được, mà nó là đất Việt Nam là của người Việt Nam. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Do vậy cho nên ở đâu là đất của Việt Nam là của người Việt Nam. Không có mới cũ. Vậy mà mình đi tìm kinh tế mới, trong khi mình ở trên cái đất của kinh tế mới mà mình không biết. Niết Bàn cũng vậy. Thân tại hải trung hưu mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, là cái ý đó. Mình đang ở trong Niết Bàn đây nè, mà mình không biết mình Niết Bàn thì không tìm đâu cho ra Niết Bàn nữa. Đang ở tại cái vùng đất của kinh tế mới mà mình không biết đó là kinh tế mới thì không tìm đâu cho ra kinh tế mới nữa. Đó. Do vậy cho nên cái từ Niết Bàn của Đạo Phật, biết bao nhiêu người đệ tử Phật của ta mà nếu không học Phật thì ta hy vọng chết rồi ta mới có, mới được bay xa thật xa, bay tới cõi Niết Bàn ở, là oan cho ba đời chư Phật đó. Niết Bàn là ở đây nè, đang ở lội với sông nước ngọt rồi, với biển nước ngọt rồi, đang ở trong cái đó nó có thể là mát mẻ, và có thể khát nước là hả miệng ra uống là hết khát thôi. Vậy mà đi tìm nước thì tìm đâu cho ra nước. Nước ở đâu cũng vậy thôi. Mà ngay bây giờ mình lội với nước mà mình không biết đây là nước thì mình tìm đâu cho ra nước. Ở đây là Niết Bàn mà mình không biết hưởng được cái Niết Bàn thì tìm Niết Bàn ở đâu cho có. Cho nên tôi thí dụ cái vấn đề cái con sâu đo và những cái con ong mà đi tìm mật 40-50 cây số cũng ý tứ đó. Người ta không biết đạo Phật, người ta không học Phật, người ta nói rằng là kinh này không có thiền, kinh kia không có thiền, chỉ đi tìm ông thiền sư thiền viện kia mới có thiền, là sâu đo. Sâu đo nằm trong cái bông đầy mật mà không hề biết có mật, trong khi con ong ở cách đây 50 cây số mà nó vẫn biết ở đây có mật, để nó tới đây nó hấp mật, nó tự thọ dụng, còn đem mớ về để tích lũy để nuôi con. Là vì tại loài ong nó tinh, cái tinh hoa tế nhị của lỗ mũi của nó tạo hóa khiến cho nó là cái loài có thể đánh hơi mật 40 cây số. Khoa học người ta phát hiện như thế. Còn sâu đo nằm trong cái bông đầy mật mà không hề biết mật. Thiền cũng vậy. Học từ câu kinh nào cũng đều tu thiền được hết đó chứ. Và pháp môn nào cũng thiền đó chứ.
Tịnh độ cũng có thiền, Duy Thức Tông cũng thiền, mà Luật Tông tu cũng phải thiền. Chân ông tu, anh tu cũng phải có thiền thôi à. Anh tu mà không có thiền là anh không có được cái gì hết á. Vậy mà nói rằng là phải đi tìm thiền, thiền ở đâu? Thiền ở nơi cái nhãn hiệu ư? Rượu ngon không phải là vấn đề nhãn. Hennessy là whisky, là Napoleon không phải là nhãn. Napoleon ở Chợ Lớn này là cũng nhãn Napoleon đàng hoàng mà có 40.000 chai à. Mà Napoleon của Pháp là 500.000 một chai. Mà người ta lấy cái chai Napoleon của Pháp, người ta đổ cái rượu của Thủ Đức vô, chế cồn vô, lấy nước kế bên nhà vệ sinh rót vô, vẫn bán 40.000 chai. Thế thì là rượu không phải là vấn đề nhãn, mà vấn đề chất lượng của rượu. Thiền không phải là thiền viện hay là thiền sư, mà là chất liệu của cái pháp môn dạy tu hành. Học phải học Phật là phải vậy thôi, cũng nói lang bang được. Không lầm lẫn. Cho nên y kinh giải nghĩa tâm thế Phật quang là vậy. Giải kinh sai là tu lầm. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết là nghĩa là mình bỏ là dạy của Phật thì mình ra ai? Mình đâu còn là đệ tử Phật nữa. Con đọc trong kinh Đại Tạng thấy có 18 địa ngục lớn. Kế đó là 500 địa ngục ở trong cái Địa Tạng, địa ngục kế tiếp. Địa ngục lớn có 18 chỗ, vậy 18 chỗ đó là chỗ nào? Cái này là thuộc về Địa Tạng rồi. Tôi nói thẳng với đại chúng không hề nghi ngờ và sợ sệt. Không có địa ngục nào hết. Không hề có địa ngục. Nhưng mà nếu có địa ngục 18 chỗ là do ta tạo nó ra. Sáu căn là sáu cái địa ngục đó. Sáu trần là sáu cái địa ngục nữa, là 12. Sáu thức, điều kiện rồi căn trần thức mà không đúng, nó thành ra 18 cái điểm tựa đó. Lục căn, lục trần, lục thức, nó thành ra 18 cái địa ngục lớn. Mắt mà thấy sắc, mà đam mê sắc mà không làm chủ được tâm, nó sẽ sa vào cái địa ngục là Sida, nguy hiểm vô cùng. Địa ngục Sida là vô cùng nguy hiểm, bây giờ không có thuốc trị. Đó là tôi nói sắc đây là tức là nam sắc, nữ sắc. Không làm chủ được, không giữ gìn căn được, do nhãn căn đối với sắc mà vô minh nó che lấp, thì nó thành ra cái địa ngục Sida. Cái địa ngục Giang Mai, địa ngục Thiên Pháo. Nó có bệnh Thiên Pháo, hồi xưa hồi tôi còn nhỏ tôi thấy nó nổi một cái bằng trên cái hộp bắp rang vậy đó, đầy mình hết. Mà các cái bệnh ghẻ khác, cái bàn tay này nó không nổi được nha, bàn chân nó không nổi một ghẻ được. Con người độc đáo vậy. Mà Giang Mai và Thiên Pháo là bàn tay cũng nổi, ghê gớm vậy, bàn chân cũng nổi luôn. Và ở trong mặt mày nó nổi một bằng ngón tay, tay y như hộp bắp rang nở vậy. Hỏi bệnh gì? Nó bệnh Thiên Pháo. Giang Mai và Thiên Pháo là bệnh hồi xưa, nhưng mà bây giờ thì người ta trị được rồi. Nhưng mà trị bệnh đó thường thường là nguy hiểm lắm. Là vì lúc mới bệnh người ta không dám đi trị, người ta giấu, người ta sợ, thẹn thua mà. Mà để tới rồi mà nó mạnh quá rồi á,
nó hư nhiều nhiều tỳ tâm can tỳ phế thận nó hư nhiều rồi là nguy hiểm vô cùng. Còn cái thời đại ngày nay là ta gọi là sida. Thế thì là sắc nó làm cái bệnh sida. Còn âm thanh nó cũng làm ra cái địa ngục. Trụ dương mà mất nước, vô kiệt, vô u dương mà mất nước, mất nhà là tại vì cái lỗ tai. Nghe những cái tiếng đàn, cái giọng quyển, cái giọng nỉ non, tỉ tê mà không làm chủ được cái nhĩ căn thì nó làm vong thân, vong quốc, tán gia bại sản. Thế thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, căn, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần và sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức tác động qua 18 món đó, nó tác động nhau, nó thành ra 18 cái địa ngục. Và từ cái đó không phải hệ bệnh sida rồi là đó là cái địa ngục lớn thứ nhất cái gì, không phải nó lớn đâu rồi nó sanh ra ngục nhỏ nữa. Bà vợ hả, không bao giờ nấu cháo cho ông ăn, thấy không? Ông ăn không nổi, ông nằm la liệt đó, ông chết bởi vì ông đã bỏ tôi, ông đi mà. Đấy, thế là nó sanh ra cái địa ngục nhỏ nữa. Rồi con nó nói, ông hồi đó tôi nói với ông không được, ông bỏ ông đi. Ông đi chơi bời, giờ ông bệnh hoạn như vậy, con nó bỏ nữa. Rồi bây giờ mình mới hát cái bài, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên thương ai cũng lờ là. Hát vậy đó. Nó sinh ra cái thứ gì à? Địa ngục nhỏ mà. Khổ nhỏ. Thế thì cái cô đơn hay cái lỡ làng, cái vô duyên đều là do mình hết trơn. Mà phát xuất là từ cái địa ngục, là căn tầng thức của mình. Thế thì vô vào đó mà triển khai ra 6 căn, 6 trần, 6 thức thành 18 cái nguyên nhân đau khổ ghê gớm là do lục căn, lục trần và lục thức. Từ đó nó sinh ra cái chi mạc đau khổ, chi mạc vô minh, chi mạc phiền não, cho nên nó thành ra không biết bao nhiêu mà kể. Đó, địa ngục là vậy đó. Còn bây giờ đây nè, tôi nói không có địa ngục đây nè. Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Một vị thiền sư mẹ là phải nói rằng là tôi cho rằng quán triệt hoàn toàn chân lý của đạo Phật. Ta nói thẳng thế, thẳng thừng như thế. Người đệ tử Phật mà tu hành mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi đó. Hôm nào học Bát Nhã đó nhớ đó. Văn tự Bát Nhã cũng gọi là phương tiện Bát Nhã, tức là học trên kinh, trên lời giảng, lời hướng dẫn của thầy pháp sư nào đó. Nghe kinh xong rồi gọi là phương tiện Bát Nhã. Đi tới bước thứ hai là quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu Bát Nhã dựa vào đâu? Dựa vào nhất thiết hữu vi pháp. Đó, lấy hữu vi pháp làm đối tượng. Tất cả cái gì trên đời này mà nó có hội hợp lại, có tan rã ra, có hội hợp lại, có hình, có tướng, nghĩa là nói cách khác là nó là dạng pháp, là do duyên hợp rồi duyên tan rồi có hình thức, dầu lớn như núi, dầu vững như địa cầu cũng đều gọi là pháp hữu vi hết. Thế thì cái người mà học Bát Nhã mà đi tới giai đoạn thứ hai là quán rằng nhất thiết hữu vi pháp, tất cả đều là gọi là pháp hữu vi, kể cả qua địa cầu. Cái gì chưa trên qua địa cầu mà ta thấy ta biết đều gọi là pháp hữu vi. Thì cái người này ta quán nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Quán nó qua sáu cái hình ảnh đó hoàn toàn là không có thật.
À, nhưng mà ông là không thật rồi. Ảnh là không có thật, ảnh là bóng dáng, bào bọt nước là không thật rồi. Lộ là sương mai là không có thật rồi. Điện chớp trong lúc mà gầm gừ trời mưa đó cũng không có thật rồi. Quán chiếu thấy nó như vậy rồi thì biết rằng là vạn pháp nó đã như vậy, có nghĩa là nó do duyên sanh. Mà thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp, nghĩa là người đó chứng thật tướng Bát Nhã rồi. Thật tướng là nhận thức được cái tính chất của vạn pháp là vô tướng, là duyên sanh. Mà cái người nào chứng được cái thật tướng đó thì người đó sẽ thấy nhân không có thật nhân, pháp không có thật pháp. Phải quán như vậy thôi à. Phải thấy cho được nhân không có thật nhân. Đây là chẳng hạn như tôi cũng như là đại chúng. Chúng ta có thật gì đâu. Nếu mà có thật ngã thì ta phải làm chủ được cuộc sống của ta. Nhưng mà nào ai có biết số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Không ai làm chủ được hết đó. Cho nên sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đội trắng thay đen. Đừng vì tham tiền, đừng vì tham giàu, bỏ nghĩa anh em. Điều đó nói là rằng, thấy rõ là không có thật nhân. Nếu nó thật nhân thì sao là sống trên đời này, tựa phụ du có đây rồi lại mất. Và sự thật tựa phụ du mà. Còn bình thường mình có làm chủ được mình đâu. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tình dông sát na dị thế. Sống ơi, còn sống mạnh khỏe, chiều có thể bệnh hoạn và có thể chết. Thí nhi xuân xuân hiểu lộ, thúc hốc tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu, xương mùa xuân, phút chốc rồi tan. Cây mọc trên cái bờ đất nhỏ, một cơn gió, một trận mưa, đất mềm là trống gốc. Cái dây mà thòng, cái giếng bốc nước mà bị chuột nó gặm. Hai cái con chuột. Cái chữ ngạn thọ tỉnh đằng đã có cái điển tích đó hay lắm. Tỉnh đằng là cái dây mà của người ta, ta quay cái giếng sâu là 18 thước, có dây cột cái thùng quay. Mà người ta bị hai con voi rồi nó rượt, rồi chuột nó rượt rồi đeo sợi dây rồi thòng xuống giếng trốn rồi thì chuột nó lại cắn, nó gặm sợi dây. Tức là hai con voi vô thường đó nó đuổi, nó rượt ta, đuổi rượt ta thì ta mới chạy xuống cái giếng, ta mới đeo dây giếng, ta tuột xuống giếng, ta trốn hai voi vô thường. Thế thì xuống giếng, trong khi mà mình trốn dưới được voi rồi, voi nó xuống giếng được. Thế thì trên này có hai con chuột, chuột đây là ngày đêm đó, nhật nguyệt đó là hai con chuột, nó cắn sợi dây mà thòng xuống bằng trên cùng tay vậy, hoặc cắn cái gì mà nó cắn hoài à. Chúng ta là đang ở dưới giếng này, trốn con voi vô thường nha. Do vô thường nó rượt ta chạy, rồi ta đang ẩn mình ở dưới giếng để ta trốn do đó. Nhưng mà chuột cứ cắn dây. Mỗi một ngày qua đó, một đêm qua một ngày qua đó, là coi như chuột cắn bao nhiêu cái dây tao của sợi dây luộc, của sợi dây thần rồi đó. Trong khi đó thì mình ở xung quanh mình ở dưới giếng thì có ba con rắn độc. Ba rắn độc là dụ cho tham sân si ở trong con người mình. Rồi xung quanh trong giếng nó có bốn con rồng độc để biểu trưng cho địa thủy hỏa phong tứ đại kết hợp
với tam độc, coi như rồng độc rắn độc, phun độc phè phè, muốn ăn muốn nuốt, nếu mà buông tay xuống thì dưới nước thì bị rồng độc nó dưới nước nó cũng ăn nuốt mình. Mà còn đánh đeo đó thì bốn rắn, ba rắn độc Thanh-tu-si đó nó cũng vẫn cứ thèm thuồng, nó cũng muốn mổ chết mình. Trong khi trên thì chuột, hai con chuột cứ ngày đêm gặm nắm dây. À, tôi gọi là ngạn thọ tánh đằng. Tánh đằng là cái dây chiến. Ngạn thọ tánh đằng, khởi đăng trường cửu. Thành ra là cái cuộc sống mong manh như thế. Mà là mà mình không biết là vô ngã, mình không biết là vô pháp. Chứ kỳ thật là cái ngã này nè, vô ngã, không hề làm chủ được. Không có ai mà tự định đoạt số phận của mình, nghĩa là theo ý muốn mình trong cuộc sống bình thường này. Mà nó theo cái quy luật vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, nó cứ nó tác động nó quanh hành. Còn vạn pháp thì không có cái pháp nào là vạn pháp cố định. Cho nên là bữa hôm nọ tôi nghe cái chuyện mà các cái kim tự tháp ở Ai Cập á, những cái tảng đá vĩ đại mấy chục tấn, mấy trăm tấn này, nhiều tảng đá vậy mà kết hợp lại, thế giới này người ta gọi nó là kỳ quan kim cổ, công trình vĩ đại lắm. Rồi có một vợ chồng của một ông pháp này là đã thi đỗ tốt nghiệp cao về cái ngành kiến trúc, kiêm cả hội họa và kiến trúc. Vậy mà dẫn một bà vợ qua bên cái chỗ Ai Cập đó, xứ Ai Cập đó, mà ở trong cái vùng chỗ đó mà sa mạc hóa đang hoành hành. Vậy mà vì nghệ thuật dẫn bà vợ vô đó ở năm nay là mười mấy năm trời rồi, để phục hồi cái con nhân sư. Nhân sư là cái con sư tử, hình sư tử mà cái đầu thì đầu người, để phục hồi cái đó. Mình nghe cái đó, nghe bằng cái lỗ tai tuệ nhãn tuệ nhĩ của đạo Phật, mình nghe rất là tội nghiệp. Người ta đâu có nên làm những cái thứ đồ đó. Cái gì, nhân đã vô ngã rồi thì vạn pháp làm sao mà vô ngã được. Hôm qua đây ta mới qua TV, ta thấy sa mạc hóa toàn diện ở bên Phi Châu, mới là một vùng, một bề dài là bề ngang là mấy ngàn cây số, bề dài mấy chục ngàn cây số, một sa mạc quá. Mà trước đây hàng triệu năm thì chỗ đó là đất đai phì nhiêu đấy, bây giờ nó thành sa mạc hóa. Thế thì là Thương Hải tan điền như vậy, vật đổi sao dời như vậy, mà mình muốn giữ cái gì đó cho nên vĩnh cửu tồn tại thì chẳng khác nào công giá tràng, xe cát biển đông. Cả ngày lẫn đêm hằng ra công xe cát, rốt cuộc rồi công đâu chẳng thấy, chỉ cái kiếp đời dày gió dạng sương, phong trần đeo đuổi, không có được gì hết. Thành ra một nhà mà gọi là trí thức mà người ta nói lên để ta khen đấy, nhưng mà nhìn bằng đạo nhãn, nghe bằng tuệ nhĩ, không hề có khen. Mà phải nói rằng, nói theo đạo Phật á, nói theo nội bộ của người đạo Phật với nhau nghe á, là vô minh dày đặc, phí phạm một cuộc đời học vấn của mình, và làm tội nghiệp cho một người phụ nữ vì mình mà phải chịu những cái khổ phi lý cuối đời rồi, không được gì hết. Thế thì là chứng thực tướng vô nhân pháp, người ta là chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, ta thấy nhân vô ngã, pháp vô ngã, thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái gọi là địa ngục a tỳ đó, gọi là 18 cái địa ngục lớn,
Và bao nhiêu vô số cái địa ngục nhỏ nữa cũng đều tự tan biến hết. Bởi vì sao? Mình phải lý luận à, tại sao mà Quyền Giác Thiền Sư dám nói như vậy? Là tại vì địa ngục đó là thuộc về cái gì? Nó thuộc về nhân hay là thuộc về pháp? Địa ngục là không phải là nhân rồi. Nếu là con người thì ai gọi nó là địa ngục? Vậy thì địa ngục là pháp chứ gì? Mà pháp thì là từ núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nhưng bằng tội nhãn thì toàn là pháp duyên sanh, không có cái pháp nào là thật pháp cả. Thế thì cái nghiệp a tỳ đó, cái gọi là a tỳ ngục của nó ở đâu? Cái gì làm ra nó? Không có. Đố ai tìm cái gì làm ra, cái chất liệu để làm ra địa ngục a tỳ? Nếu lục căn, lục trần, lục thức mà tính thức, mà giác ngộ, mà sống bằng chân lý rồi thì ngục a tỳ làm sao có? Lấy cái gì chất liệu, làm chất liệu để xây? Cho nên chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Cái người mà nhận thức được rằng cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thấy vạn pháp giải không, nó có đây là không phải có thật mà có duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Nhưng mà người Phật giáo cũng không bảo rằng sự vật hiện tượng là không. Không được, vẫn có đấy mà. Trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá vẫn có đây, sao gọi là không được? Nhưng mà không đây là không có tự ngã, không có trường tồn, không có dính cửu, không có tự chủ, tự tại, không có bất biến. Do vậy cho nên người ta sống rất dễ dàng. Sống thoải mái, sống an lành, sống hạnh phúc, sống tự tại, sống chơi, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, ngủ chơi. Và tới chừng nghe là mấy mươi tuổi rồi đó, nó bệnh hoạn trị, nó không lành thì chết. Chơi. Có chuyện gì quan trọng cả. Đó, do vậy cho nên là ngục a tỳ không có đâu, đừng có sợ. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp, sát na là một phần tí của cái khả móng tay. À, đã diệt a tỳ nghiệp rồi đó. Nói cách khác là không cần chữ sát na nào hết, mà lục căn, lục trần, lục thức mà tánh thức, mà không mê muội, không vô minh, thì cái nguyên nhân đau khổ không có. Mà nguyên nhân đau khổ không có, có cái lục trần do tạo tác cái nguyên nhân của ba nghiệp đã gây ra tội lỗi mà nó sinh ra địa ngục. Chứ ba nghiệp thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, lục trần thanh tịnh, lục thức thanh tịnh thì địa ngục không có cái chất liệu nào để ai đó làm ra nó, cho nên nó không bao giờ có. Vì vậy mà chính thật tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Đó, cho nên cái câu Y Kinh Văn Nghĩa Tam Thế Phật Quang là ta giải vậy đó chứ. Giải trật đi á, nghe Kinh Địa Tạng đó là giải là quang cho ba đời chư Phật đó nha. Nó có 18 ngục a tỳ đó. Làm cho cái đầu độc cho người thế gian nói, tôi mà tôi nói vậy đó mà tôi mà có nói gian nói dối cho tôi đọa 18 tầng địa ngục. Địa ngục ở đâu 18 tầng? Ưa thề vậy đó. Nếu mà tôi mà có nói gian gì đó, đọa 18 tầng địa ngục. Sự thật, câu đó học Phật rồi nghe cười, cười một cách nghĩa là tội nghiệp thôi. Làm gì có 18 tầng, một tầng kiếm không ra, 18 tầng gì? Ây, cho nên ngày này cái này cũng được, có câu hỏi vậy nè, có cơ hội mà nói vậy. Nhưng mà ai sợ thì cứ cúng, ai sợ thì cứ mua đồ mã và đốt cho thân nhân mình, để xuống A Tỳ địa ngục ở dưới. Nhưng mà tôi xin lưu ý là đốt mà phải đốt đất theo rồi nha. Đốt bề ngang nghĩa là ít nhất là phải 5 thước, mà dài 22 thước, đặng ta cất nhà chứ đốt nhà mà không có đốt đất cho đất này. Lúc này là nhà nước đang cấp thẻ đỏ nè, ai mà đất mà bất hợp pháp là coi như mất ấy. Mua phải có đàng hoàng giấy tờ, đặng ta sang ta làm thẻ đỏ chủ quyền trọn vẹn đó. Cho nên con đốt là phải đốt đất, đốt thẻ đỏ luôn nha. Cho thân nhân mình mới có chỗ cất nhà đấy. Cho nên là
xin nhắc đại chúng là đạo Phật của chúng ta đấy hay lắm, nhưng mà vì thiếu người truyền bá chánh pháp, không đủ cung cấp cho Phật tử, cho nên người Phật tử thì đông, mà cái hiểu về đạo Phật hiểu kỹ mà hiểu xuyên suốt mà để loại bỏ được cái mê tín dị đoan đó thì cái số này ít lắm ạ. Thành ra Phật tử để ý mà tư duy. Chứ còn tôi nói là không bao giờ tôi yêu cầu Phật tử là nghe trọn vẹn, không cần. Tôi nói là các vị nghe có quyền suy nghĩ. Suy nghĩ thấy đúng thì nghe, còn không đúng cứ bỏ, mà không bao giờ tôi có cái ngại ngùng gì hết. Tôi nói không có địa ngục đó. Rồi còn nói nữa, đó là một bài kệ thôi. Chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng của vạn pháp là vô tướng rồi thì diệt cái nghiệp a tỳ trong sát na. Một phần triệu cái chớp mắt đã tiêu cái nghiệp a tỳ rồi. Là vì sao? Là vì lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh, lục thức thanh tịnh thì 18 cái gọi là địa ngục lớn là không có cái lý do để hiện hữu tồn tại. Nghĩa là nguyên nhân đau khổ không có thì không có địa ngục. Bởi vì địa ngục là khá yểm, là khá cụ, là bất lạc. Còn bây giờ đây nè, tôi lưu ý đại chúng nha, chúng ta hằng ngày không khéo chúng ta đọa địa ngục nhiều lần lắm mà các vị không biết đấy chứ. Nó đau khổ cùng cực. Hôm qua ai phim có coi mà trái tim bé nhỏ của Lucarita đấy. Trời ơi, cái bà gia sư đó, bà độc địa, bà hiểm ác. Bây giờ bà trả cái quả là trong cha ơi, bà đọa địa ngục hiện tiền. Không còn ai thương nữa hết. Sách vở tự dục, quần áo tự dục. Ra khỏi cái nhà của ông Diano De La Fuente. Đi về cái nhà thằng chồng, gặp chồng giống. Trời đất ơi, chồng giống nhà của ta mà nó nói nhà của nó. Nó đòi đuổi chủ nhà đi để cho nó hưởng tuần trăng mật. Chiều nay này nó về mở cái đó mà coi cái quả báo của cái bà cái là Florida. Thọ lấy cái quả báo. Rồi còn đón mà coi cái bà Barbara nhá. Barbara nghĩa là không có gã giò, mà tự nói mình gã giò. Tự mình nói mình đi xe lăn. Cuộc đời của mẹ con bà Barbara đó hoàn toàn sống trong địa ngục, không bao giờ có sống được bình an. Lúc thì sống địa ngục, lúc thì sống ngạ quỷ, lúc thì sống trong súc sanh. Là mẹ con của bà Barbara và con e gì đó Erika, hai mẹ con ở trong nhà giàu, ở trong giai cấp gọi là quý tộc, mà không hề có một phút nào ở tới sống với con người nữa chứ đừng nói. Một là địa ngục, hai ngạ quỷ, ba là súc sanh. Đấy. Nhưng mà coi phim đó hay thì coi, nhưng mà phải để ý cái này. Cái phim đó là của Vatican hoặc là của giáo hội địa phương, người ta chi tiền làm đó, của giáo hội Thiên Chúa. Hết sức tinh vi và hết sức sâu sắc để ta tuyên truyền cái đạo Chúa đấy. Người nào mà sống thánh thiện bằng lòng Chúa là sẽ được an lành hạnh phúc. Cho nên có người hỏi gì chứ, tại sao Lunarica là nhỏ mà nó khôn quá vậy? Nó khôn theo cái kiểu của trẻ con, là hành động dễ thương, cái chuyện có đúng rồi. Nhưng mà có cái nó khôn, nó biết tới những chuyện của người lớn nữa là sao? Thế thì xin trả lời rằng đừng có chấp cái đó.
mà cái đó là chuyện nhỏ, đó là hiện thân của thiên thần đó. Cho nên là cao hết là có đấng thánh mẫu, rồi có đấng thiên thần luôn luôn là tới móm lời móm ý để dạy dỗ nó, để nó làm cái việc cho đạo, cho Chúa đó. Cho nên nó khôn vậy, nó khôn lại qua cái sự tiếp sức hà hơi của thiên thần. Do vậy cho nên đạo diễn ta có quyền ta giết nhỏ có 10 tuổi mà nó khôn ngoan, có những cái hiểu biết ngang bằng với người lớn, là tại vì nó là hiện thân của thiên thần. Vì vậy cho nên mình đừng bắt cái phốt đó, đừng chê cái lỗi đó mà mình bỏ cái ý vị của cái cuộc phim. Tuy nhiên là tin theo cái đó như vậy là mình tin vào cái sức màu nhiệm đó là không phải đạo Phật đó nha. Cái đức màu nhiệm đó là phải gọi là pháp thân Phật thì đúng. Mà nói rằng một người gia hộ và có những vị thiên thần gia hộ là không phải đạo Phật, mà cái đó là đạo Chúa. Cũng làm lành như vậy, ăn ở thánh thiện như vậy, sẽ được cái nhân tốt như vậy, thì cái quả tốt đó là đạo Phật. Nhưng mà bảo rằng làm lành như vậy, làm phước như vậy mà được là cái quả tốt như vậy là do các cái vị ở trên đó người ta thương thì người ta giúp cho, là không phải đạo Phật. Nói ăn ở xấu như vậy, lừa đảo như vậy, gian manh như vậy rồi bị quả báo ác do ai đó phạt cho, không phải đạo Phật. Mà ăn ở ác như vậy, bất dân như vậy, vô đạo như vậy rồi tự lấy quả báo như vậy là đạo Phật. Đạo Phật là dựa trên nhân quả tự mình làm. Cho nên là coi cái đó nó có những cái mà mình cần tiếp thu được, có lợi ích. Nhưng mà cái trí mình là người Phật có lợi ích mà, mình phải có cái lập trường của mình. À, chiều nay nếu mà ai có coi, có theo dõi đó là coi bà Bạc Bà Ra và dạ, bà cái bà gia sư thì có đây lãnh là lãnh được 90% rồi ạ. Bà Florida đấy, nhân quả hay lắm. Đó là vấn đề địa ngục có nói xong rồi, không bao giờ sợ địa ngục. Tôi còn nhắc một câu nữa, một câu này là nói là người thường là nghe là run sợ. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên sa giới hải trung Âu và nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có cái vật nào, bất cứ một vật nào đều không có thật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, bởi vì dạng pháp đều dương sanh hết, có cái nào thật đâu, có cái nào mà có cái tự ngã của nó để nó sanh ra nó mà sẽ tồn tại vĩnh cửu hiện hữu đâu. Cho nên nhìn bằng tại nhãn là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, cũng không người, không có Phật trời chi, người cũng không có. Người là mình nói mình là người, chứ mình là một động vật cũng như vô số động vật khác trong cái vũ trụ này. Cũng như mình gọi là cây rau răm, cây rau húng, cây rau cao cấp là rau húng ha, hay là rau tía tô đo tầng và lá gì mình ăn đó mà, mình gọi là rau mà. Chứ kỳ thật nó có rau gì đâu. Nó là một loại thực vật cũng như vô số thực vật khác. Nhưng mà chẳng qua là thực vật đó nó hợp với cái có thể mình ăn được, mình sống thì mình gọi nó là rau. Chứ nó không có rau. À, học Phật người ta tư duy tới cái chỗ đó lận đó chứ. Tư duy tới chỗ đó lận. Tất cả những cỏ đều là cỏ. Vậy mà có những cây cỏ nó thành ta gọi là thuốc. Tại vì ta cần dùng cho cái bệnh nào đó. Thí dụ cái cỏ mực thì nó cầm máu. Ai bệnh thổ huyết có thể đâm cỏ mực mà uống. Cái thuốc dòi nó giảm đàm, ai bị đàm nhiều đâm thuốc dòi mà uống. Lá hậu qua ăn nó mát, ai bị nhiệt nhiều thì nấu canh lá hậu qua mà ăn,
Thế thì ta gọi nó là thuốc. Chứ kỳ thật nó là cũng là thực vật. Mà các cái món mà vừa nói là của người ta dùng, người ta ăn thì gọi nó là rau. Còn có những loại người ta không dùng, không ăn, cũng đừng tưởng đâu nó là cái đồ vô dụng. Nó cũng là đồ ăn của các cái con sâu, các con bọ khác. Không có cây gì mà không có con, cái con sâu con bọ ăn. Không có cái gì trên cái vũ trụ này mà bỏ không dùng. Cái cây thuốc lá mà mình hút đó, cái cây rất kịch, đắng chằn vậy đó. Mà hồi nhỏ đó tôi mỗi buổi sáng là tôi phải bắt sâu gần chết. Bữa nào mà làm biến mà bắt dối là bị đòn á. Mỗi một đêm vậy là nó tự ra 5, 7, 10 con sâu trong một cây thuốc. Sáng hừng đông rồi nó chưa có trốn mà giật rồi mà bắt. Thành ra đồ ăn của con sâu, những cái trái đắng, trái độc, người ta ăn có thể là độc mà vẫn đồ ăn của những loài động vật khác. À, do vậy cho nên là đừng có tưởng đâu mình là người là ghi gớm lắm, không phải đâu. Mình là một loài động vật trong vô số động vật. Cho nên là con mắt của thiền sư người ta nói vô nhất vật rồi, còn nói về người, việc vô nhân. Vô nhân đây có nghĩa là vô ngã đấy. Cái ngã không có thật ngã, càng không có cái gì gọi là người cả, mà là một loài động vật thôi. Nhưng mà loài động vật cao cấp hơn loài động vật khác, vậy thôi, chứ chẳng có gì khác. Thì mình đặt mình là người, còn mình đặt cái loài bốn chân mình gọi là thú, mình đặt cái loài có cánh mình gọi là cầm, trên nó cũng là động vật thôi. Do vậy trên Đức Phật là một người tích chân lý kỳ diệu. Ông Phật ông nói ông là gì ghê đó, đâu ta đây là đấng lưỡng túc tôn. Ta là cái người mà được các ngươi tôn quý, chứ kỳ thật ta không có ông gì ghê gớm lắm đâu. Ta là đấng lưỡng túc tôn, lưỡng túc tệ tôn. Lưỡng túc tôn là ta là cái người mà được cái hạng, cái loài hai chân nó tôn trọng, nó kính quý. Mà loài hai chân là loài người đi hai chân. À, Đức Phật nói vậy, ta là đấng lưỡng túc tôn, là được cái loài người, được cái loài hai chân tôn trọng kính quý vậy thôi. Ta là lưỡng túc tề tôn, tức là ta, chúng sanh nó tự thấy ta là người có phước đức và có trí tuệ, một chân lưỡng túc á, phước túc, huệ túc, đầy đủ phước đức và trí tuệ. Thế thì ta là người đó, là người lưỡng túc tôn, là người lưỡng túc về tôn, là người được loài hai chân tôn, cho là tôn quý hơn hết trong loài hai chân. Và ta là người đầy đủ phước đức và trí tuệ. Vậy thôi chứ ta không có ông gì ghê gớm lắm. À, bỏ luôn cả cái chữ người nữa cơ. Loài hai chân, nhưng mà loài hai chân thì là nhân gian này ta gọi là con người. Người Việt Nam gọi đó là con người, người Trung Quốc gọi đó là nhân. Còn người Âu, người Á thì cũng chỉ cho cái là người, mỗi một nước có gọi cái tên khác nhau. Vậy thôi, chứ thật sự không có người gì hết. Cho nên quyền giác đó là diệt vô nhân, không có người, nghĩa là không có ngã. Cũng như vạn pháp không hề có thực chất, diệt vô Phật. Phật, một tu sĩ mà dám nói diệt vô nhân thì còn có thể tha thứ, đây là nói diệt vô Phật, không có Phật gì hết. Vì sao vậy? Có hỗn hào không? Có phỉ báng Thế Tôn không? Có xem thường Đức Phật không? Thưa rằng
Không có. Là bởi vì Phật là ai? Phạm Phú là ai? Là ta. Hiền là ai? Là ta. Thánh là ai? Là ta. A-la-hớn là ai? Cũng là ta. Bồ-Tát là ai? Là ta. Và vô thượng Bồ-đề cũng là ta. Dựa trên cái trình độ giác ngộ giải thoát, nhận thức chân lý và sống đúng trong hợp chân lý thì gọi là Phật. Chứ kỳ thật trong này chẳng có cái gì là Phật. Đức Phật Thích Ca cũng là toàn bộ của cha sinh mẹ đẻ của một con người đó, mà gọi đó là vô thượng Bồ Đề, gọi là lưỡng túc tôn, lưỡng túc tề tôn vậy thôi, chứ chẳng có trời Phật gì trong đó. Do vậy mà ta nói liễu liễu kiến vô nhất vật, vật vô nhân, vật vô Phật. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, cũng không có người và cũng chẳng Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hay không? Cõi đại thiên này sanh diệt, diệt sanh thành trụ hoại không, sanh trụ diệt diệt như là cái sa mạc ở Phi Châu nói nãy đó. Bề ngang là 250.000 cây số, bề dài là mười mấy nghìn, là mấy trăm ngàn cây số nữa. Xưa kia người ta nghiên cứu cách đây chừng 10.000 năm thôi, nó là cái vùng đất phì nhiêu cỏ cây hoa màu, nước non đầy đủ, mà bây giờ nó thành sa mạc hóa, mà nó còn đi lần ra nữa. Nếu con người không khéo, không giữ được cái nguyên sinh, những cái rừng cây là sa mạc hóa, cái quả địa cầu này còn nhiều hơn nữa. Nguy cơ đối với loài người còn nhiều hơn nữa, nếu môi trường không khéo đề phòng. Thế thì là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm. Hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Hiền cũng vậy mà thánh cũng vậy. Ta cũng là hiền, ta là thánh. Rồi ta vẫn sanh diệt, diệt sanh. Ta sống với cái tâm trạng mà cái bằng bất giác như thiện là ta là thánh. Không cần ai dạy hết, mà ta tự thánh thiện, ta tự lành, ta tự sống có hạnh phúc, ta tự sống lợi mình lợi người thì ta là thánh. Dạy rồi sau đó mới tốt, mới thánh thiện thì người đó gọi là hiền. Còn cái người mà huấn luyện mà dạy dỗ mà không tốt, không thánh thiện thì gọi đó là phàm phu. Mà còn tệ hơn nữa thì đó là phàm phu hạ cấp, rồi phải chịu tử hình. Trên đường tôi đi hôm qua hôm kia đây là mới tử hình hết ha. Hết bao nhiêu người không biết, mà tôi ghé tôi hỏi thăm là nói đó là án tử hình trên đường đi ở chỗ cái nghĩa trang của cái huyện Thuận An. Còn bố đi vô sự tử hình, tòa án xử tại đó. Thế thì cũng là người, mà tử hình cũng do ta. Làm người đầy đủ nhân cách cũng do ta. Làm quan thanh liêm được mọi người tôn kính cũng do ta. Và hiền thánh cũng do ta. Cho tới vô thượng Bồ Đề nếu có cũng do ta. Cho nên là nhất thiết thánh hiền như điểm Phật. Đại thiên xa giới hải trung âu, nhìn đời như vậy rồi thì cái việc tu hành của người đệ tử Phật rất là thoải mái, nhẹ nhàng, đừng có dại dột mà sống trong đau khổ, để mỗi đêm đem máy lại mà đếm bạc rồi thì trằn trọc ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ thì thức dậy lo làm cho ra tiền nữa, đầu óc cho nghĩa là không còn có một khoảng trống không gian nào. Thế thì là cái sống đó đối với đạo Phật là đáng thương xót. Cuộc đời đâu có bao nhiêu, sống trên đời này từ phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh có gì đâu. Cho nên là người nhân danh người đệ tử Phật, tôi xin nhắc cái đại chúng là những người đệ tử Phật của ta. Ta học Phật, ta chọn cho ta một lối sống, một con đường đi có đầy ánh sáng. Đường đi có đầy ánh sáng tức là quy Phật, quay về nương tựa với cái ông giác ngộ hoàn toàn
thì giống như là ta đi con đường mà ta hướng về phía mặt trời mọc mà ta đi vậy. Quy pháp quy tăng qua về nương tựa với chánh pháp mà sống. Chánh pháp đây nghĩa là tôi không có khuyên các Phật tử là mỗi ngày đi tụng kinh mấy quyển đâu. Chánh pháp đây là các vị phải thấy cho được cái tính chất là không có gì trở ngại và không có gì là vui buồn, không có gì ghét bỏ, không có gì là thủ đắc đối với giảng pháp. Trời cha, nói cái đó tôi nhắc cái câu này nè. Dục thủ nhất thừa bất vật ố lục trần. Lục trần bất ố là hoàng đồng chánh giác. Câu này như tôi có nói rồi, tôi nhắc lại rồi. Tập sống như vậy, chúng ta phải sống với nhất thừa đạo, chúng ta có hạnh phúc lắm, nhẹ nhàng lắm, an lành lắm, đời sống không có vất vả, mà ta cũng vẫn được 70, 80, 90 tuổi như ai vậy. Ta nên sống với nhất thừa. Mà nhất thừa là gì? Sống với nhất thừa đạo. Cái đạo nhất thừa của Phật là gì? Là cái người đó bất ố lục trần. Vật ố lục trần, chứ vật chứ bất giống nhau. Nghĩa là sắc thanh thân vị xúc pháp, đừng để cho nó trở thành cái đối tượng ghét và thương, lấy và bỏ của ta. Vì nó không có đáng ghét, không hề có cái thứ trần nào đáng ghét. Thật sự nó không phải là trần, mà nó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Không có cái nào là trần. Vì vậy cho nên không có cái nào đáng ghét, không có nào đáng bỏ, đáng chê, đáng xua đuổi gì hết, đáng đập vỡ cho nó tiêu tan gì hết, không cần. Cho nên người muốn chứng được, muốn sống trong những thừa là bất vật ố lục trần, đừng có ghét nó, đừng cho nó là cái đáng bỏ, cái đáng chê. Đừng cho nó là cái lý do, nguyên nhân của bực bội. Mà nếu có bực bội, có đáng bỏ, đáng chê, đáng ghét là do mình sai chứ không phải nó sai. Đạo Phật là tập nhìn như thế. Lục trần mà mình ghét nó, mình bỏ nó, mình muốn xua đuổi nó, mình hận thù nó là mình sai chứ không phải nó sai. Sự thật nó không hề là trần. Vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải là cái nguyên nhân đau khổ cho ai hết. À, điều đó mình tư duy mình thấy nó rõ ràng mà. Chánh pháp là tôi muốn nói là tôi nói cái đó đó. À, cái đó là chánh pháp á. Chứ chánh pháp không phải là kinh đâu nha. Kinh là cái phương tiện của Phật vì lòng thương mà Ngài diễn đạt ra cái ý tứ để hướng dẫn mình tập nhìn chánh pháp. Chứ không phải kinh điển là chánh pháp. Chánh pháp là nhìn sắc thanh hương vị xúc mà bất ố, à, không ghét, không hận, không thù, không chê, không xua đuổi, không đập phá, điên cuồng, không trốn chạy. Đấy. Chánh pháp là phải nhận thức trường hợp đó là ta tiếp thu được chánh pháp đấy. Mà muốn làm được như vậy là ta phải làm chủ lục căn. Muốn làm chủ lục căn là ta phải tập có chánh niệm. Có chánh niệm thì lục căn của ta nó vừa lên là ta mới điều chỉnh lại được. Cho nên không có chánh niệm là lục căn ta mà nếu là nó thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà nó lên cái chân lý, nó lệch cái đạo đức các bạn, ta không có làm chủ được. Giống như xe hơi tự hành không có người lái. Xe hơi Việt Nam bây giờ nếu mà không có người lái cứ mở máy để cho nó chạy là nó chạy không được đâu. Nó không biết điều chỉnh cái lộ trình. Mà phải có người ở trong đó thì nó mới là chạy theo cái đường lộ được. Muốn điều chỉnh lục căn cho tốt là trong đó phải có chánh niệm. Thế là bất ố lục trần.
Cái mấy thứ hai là lục trần mà bất ô là hoàn đồng tánh giác. Ngày nào mà ta nhìn sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này mà ta không có cái tâm lấy bỏ thương ghét vui mừng buồn giận là ta trở về cái địa vị chánh giác của ta giống như cái địa vị chánh giác của ba đời chư Phật vậy. Chỗ đó hay lắm. Cho nên ráng, tất nhiên là bây giờ mình học là học chứ mình chưa làm được liền, nhưng mà mình phải làm từng phần trăm thôi, phải tập sống từng phần trăm. Nãy giờ là nói đó là cũng là nhằm triển khai, nghĩa là không sợ địa ngục và cũng không tìm Bồ Đề Niết Bàn ở đâu hết. Rồi hôm nay có thứ chạy à, từ không trong ngũ uẩn giai không và từ không trong thất đại có giống nhau không? Câu thứ hai, quán như uyển tam ma đề, tam ma đề nghĩa là gì? Ngũ uẩn giai không là nói nãy giờ đấy. Nó không phải là không hẳn, không phải là hoàn toàn không, mà là phải thấy cho được cái tính chất như mộng, như huyễn, như bào, như ánh, như lộ, như điện của vạn pháp. Nghĩa là phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Không là không có tự ngã. Thì cái này nói nhiều lần lắm rồi. Còn cái tự không ở trong thất đại nó có khác. Nó tùy theo cái lúc diễn đạt mà ta đang nói cái gì. Cái không của thất đại đây là ta nói về một thành phần của bảy yếu tố. Thí dụ như Kinh Lăng Nghiêm ta nói là vũ trụ vạn hữu này trong đó có hai loại chúng sanh hữu tình và vô tình. Mà cái loại chúng sanh mà vô tình á, tức là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, gọi là vô tình chúng sanh đó. Thì nó chỉ cần ngũ đại, năm đại là đủ điều kiện hình thành ra cái đó. Đó là địa, tức là những cái chất cụ thể vậy nè, chứ không phải là đất. Nó giống như đất vậy nè, cứng, chất cụ thể vậy nè. Và nếu có làm nó tiêu tan đi nữa rồi nó cũng hòa tan trong đất rồi nó cũng còn lại chứ nó không có mất đâu. À, cho nên cái chất cứng trong con người thì gọi là nó thuộc về đất. Nước cũng vậy, cái chất nhuận đượm dần ở trong con người là nó giống như nước ở bên ngoài vậy, thành ta gọi là thủy. Quả là hơi ấm trong con người, nó giống như cái lửa ấm của vũ trụ vậy, nhờ có lửa ấm mà người ta mới vạn vật mới sinh trưởng được, tồn tại được. Trong người cũng có nhờ cái chất ấm, hơi ấm mà con người mới tồn tại được. Giống như lửa chứ không phải là lửa. Trong này không có lửa. Thông tức là sự vận chuyển của không khí ở bên ngoài. Bên ngoài mà không khí mà nó không có vận hành đó là mình chết. Ở trong cơ thể mình mà không khí á, địa thủy quả phong à, không có vận hành của hơi thở. Cái da mình tuy nó vậy nè chứ nó vẫn thở nè,
cái da đây nè, thở lỗ mũi đành rồi mà da này cũng thở nè. Do vậy cho nên là người ta trang điểm, ta đánh phấn mà ngày vẫn như đêm ra là cái da mặt không bao lâu là hư hết. Phải trang điểm hoài thì coi còn được, mà hai miếng bôi ra cái là nhìn không còn ra nữa. Là vì cái da này nó hư rồi, nó không có thở được. Do vậy cho nên là địa thủy quả phong. Phong là cái khí lưu động. Rồi ở trong con người tuy là coi vậy nè, chứ mà không phải là nó kích mịch hết. À, nó có khoảng trống. À, cho nên chứ không này nó không giống như chứ không hồi nãy. Không đây có nghĩa là đây là tuy vậy, nhưng mà vô số cái lỗ chân lông trống để cho nó thoát mồ ra, để cho nó bốc hơi trong con người. Rồi á, nó có cái miệng trống lỏng để đặng mà có lúc nhà cơm chứ. Rồi vô lúc này cái bao tử có chỗ trống lỏng, lúc đói, đói thì mới ăn no vô cơm no vô. Nó đầy. Và trong ngũ tạng lục phủ đều là có chỗ kính, chỗ trống, chỗ kính, chỗ trống. Mà nhất là trong cái phổi. Cho nên là siêu âm cái gì được mà siêu cái phổi không được. Vì phổi nó rỗng, trong siêu không được. Vì nó có không mà rỗng á. À, thế thì cái không mà của thất đại là cái không tục đế về mặt hiện tượng của sự vật. Thế thì là địa thủy quả phong không là hình thành được cái loại vô tri, cái loại vật chất. Đó. Cho nên cái không đó là cái không về mặt tục đế, cái không của hiện tượng. Còn cái không ở trong cái từ mà dạng pháp giải không đó, là không đây là không bản thể, không chân lý. Bản thể của vạn pháp, chân tánh hữu vi không, cái tánh thật của tất cả pháp hữu vi đều là không. Mà không đây có nghĩa là do nhiều duyên kết hợp lại mà có. Do vậy có mà không thật có. Và ngay nơi cái có, nhìn bằng tự nhãn người ta thấy nó là không. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, chứ không có cái tự ngã riêng biệt của nó. Cho nên là hai chữ không khác nhau. Không nọ là không của bản thể, cái thực thể của vạn, thực tướng của vạn pháp. Còn không nọ là cái không tương đối của hiện tượng sự vật. Vấn đề đó là vậy. Còn nói thêm về hai đại nữa là riêng về cái loại vô tình chúng sanh là phải thêm hai đại nữa, là kiến đại và thức. Thức đại. Kiến đại và thức đại nó sinh ra cái trí và cái tuệ của con người. Kiến đại tác dụng vào một cái con người sinh ra trí. Mà thức đại nó tác dụng vào con người nó sinh ra trí tuệ, nó sinh ra cái tuệ. Do vậy mà loài động vật có thể thành Phật được là do địa thủy quả phong không, giống như là cái loại vô tình đây rồi. À, nhưng mà nó hơn cái loại vô tình này bằng cái gì nữa, là bằng kiến đại và thức. Thức đại. Do vậy mà con người có cái hiểu biết là trí, rồi phân biệt được cái nào là chân lý, cái nào là chưa phải chân lý. Cái đó là tuệ. À, câu thứ hai là như quyển tâm ma đề là gì? Đây là có câu hỏi đấy nè. Mong cho chúng con biết cái pháp môn tu mà hòa thượng tâm đắc. Chúng con muốn đi theo con đường hòa thượng đã đi, có kết quả tốt. À, thế thì là câu này hỏi với câu này là trả lời như quyển tâm ma đề này là gộp lại là một. Tôi xin giới thiệu với đại chúng là con đường mà tôi đi đó, là nghiên cứu học nhiều tông
nhiều kinh điển. Nhưng mà cho tới cái tuổi này đó thì tôi mới xác định cái con đường của tôi đi là đi vào cái phương pháp Như Huyễn Tam Ma Đề. Đó là cái đối tượng tu tập, pháp môn tu tập mà tôi cho là tôi tâm đắc. Mà tôi đã nói với đại chúng, tôi đã giới thiệu nhiều lần, đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. Nhược năng giải thử như ý châu, là tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành ngọn, gốc mọc vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sum xê như ngọc kim cương, nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc hay sáng mơ màng, ngọc kim cương nó thu trọn vẹn. Mình đem ngọc kim cương mình để dưới trăng á, thì dầu trăng mờ mờ nó cũng thâu trong đó, cũng tiếp thu ánh sáng. Mà trăng tỏ thì nó lại càng lung linh, màu sắc đẹp đẽ, nó thâu trọn vẹn. Thế thì mình tu hành cần ôm gốc. Đáng đắc bổn mạc sầu mạc. Mà ôm gốc là ôm cái gì? Tất cả các cái món thiền đều là thiền của đạo Phật hết. Nhưng mà thiền đối trị, thiền phương tiện, mà còn cái thiền mà tôi cho rằng là ôm gốc đó, là cái Như Huyễn Tam Ma Đề. Chữ Tam Ma Đề Trung Hoa dịch là chánh quán. Chánh quán mình nói cái khác là chánh quán, tức là thông thường người ta gọi là mình tập ngồi thiền đó. Ngồi thiền đó, ngồi thiền thì người ta dạy là điều thân. Điều thân là mình tạo cái môi trường, hoặc là tắm rửa quần áo sạch sẽ, hoặc là chỗ yên tĩnh, rồi mình ngồi ở một cái chỗ thoáng thoải mái, thân vững, ngồi hoa sen. Ngồi hoa sen không được thì ngồi bán hoa sen, ta gọi là bán già, để mà chánh quán. À, mà chánh quán á, tức là Tam Ma Đề, tức là chánh quán, chánh quán niệm. Tôi tập trung vào một cái môn quán niệm nào đó. Mà quán niệm thì nó nhiều món, nhưng mà như hỏi đây thì tôi trả lời đó là tập cái chánh quán niệm là giải pháp Như Huyễn. Mà như ta đã học mà, Kinh Bát Nhã nó nhất thiết hữu như pháp như mộng, huyễn, bào, ánh như lô, dân như đen, ưng tác như thị quán. Tập vận dụng cái tánh quán, thấy cho được cái thực tánh của các pháp hữu vi là như chim bao, như bọt nước, như mùi xương, như điện chốc. Kinh Lăng Nghiêm mà tôi đã nhắc bao nhiêu lần, tôi tâm đắc hết sức cái bài kệ là chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi chân phi chân, vân hà kiến sở kiến, trung gian vô thật tánh thì có nhược giao lo, Phật giải đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Tôi có bài hay vô cùng vô tận. Nghĩa là phải chánh quán Tam Ma Đề, phải thấy được chân tánh hữu vi là không, cái tánh thực của các pháp hữu vi là không, thực tướng của các pháp hữu vi là vô tướng. Quán cái đó đó. Nhưng mà trong này nó có một cậu Phật tử mà hỏi, mà tuổi trẻ nó hỏi tôi, nói giờ muốn tu vậy mà nó khó quá rồi làm sao. Đi làm ăn thì đụng những cái chỗ thị phi nhân ngã và khiêu gợi
nhiều cái chướng duyên trở ngại lắm, giờ muốn quán cho thanh tịnh mà quán không nổi. Thì không nổi là giống như Mỹ vậy, tính qua Việt Nam này quấn để thống trị, mà thống nổi thì thua về thì phải bồi thường chứ sao. Giống như Nhật Bản vậy, qua đây là tính làm bá chủ hoàn cầu, mà làm bá chủ không được thì bị hai cái quả bom Hiroshima Nagasaki, thì bây giờ là không được làm quân đội, nghĩa là mình thua. Mà thua là mình phải chịu thiệt vậy. Cho nên là cái cậu này hiện nay có đi không biết đó. Nó muốn tù lắm, kể cả muốn xuất gia nữa. Là trên đường tu tập thì một mặt là là phải phụng dưỡng cha mẹ, một mặt là bản thân mình cũng chưa có gì được, là trong cái hoàn cảnh chưa có thoải mái. Đi làm thì nó đụng đó là thấy là những người ta không muốn bận áo, tức là hở hang á. Là có người thì chỉ thề hung dữ thô tục, rồi có người thì cạnh tranh thị phi, giờ phải làm sao? Rồi muốn điều phục thân khẩu ý tam nghiệp, mà giờ nó cứ nó thua hoài thì phải làm sao? Thì thua được cuốn gói thì sao? Giờ giống như quân giặc vậy. Giống như đi đánh giặc vậy, là một là thắng, hai là thua, mà thua là cũng có về, mà về có khi về không toàn mạng nữa. Ví dụ như Mỹ tới bây giờ mà còn năn nỉ xin xác á, xin chuông á, thua là phải cũng có thôi. Thế thì là cái chuyện tu nó vậy đó. Mình học đây là mình học chân lý để mình tu. Giống như mình đi vào cái trường võ bị quân sự, mình học quân sự, nhưng mà khi ra đánh rồi có người thắng thành công làm tướng tới 80-90 tuổi hưởng an lành. Thí dụ như là Triệu Tử Long trong truyện Tam Quốc là tới già không hề bị thương mà chết rất tốt. Còn làm tướng mà như Quan Công thì chết bị Lữ Mông chặt đầu. Còn làm tướng dữ dằn ghê gớm như Trương Phi thì bị Thợ Mai đâm chết. Thế thì không thắng được là thua chứ có sao đâu. Vậy thôi. Thế thì là việc tu hành là cái có thể làm được cho tất cả mọi người. Nhưng mà có người làm được thành công bao nhiêu chục phần trăm là mức độ hoàn cảnh môi trường ý chí và phước báo chủng tử của mình. Điều đó thì khó mà trả lời cho ai được. Là tất nhiên là có người cũng muốn giải thoát giác ngộ mà ở trong hoàn cảnh quá ràng buộc khó khăn, người ta cũng làm không nổi, điều đó cũng có. Giống như những nước dược tiểu mà nghĩa là cái thời kỳ nô lệ, muốn độc lập lắm chứ, nhưng mà bây giờ mình không có về chính trị, mình không có người giỏi, về vũ khí, về quân sự mình không có vũ khí, thế là mình phải chịu làm cam tâm làm nô lệ cho các cái nước đế quốc. Nó bắt mình, nó bán, mình làm nô lệ mà, và dân tộc Phi Châu da đen còn phải chịu kia mà. Thì trên con đường tu hành cũng như vậy thôi. Có người làm được mà có người làm rất khó khăn. Thế thì cái đó là Phật cũng đã có mở con đường đi rút lui của Phật bằng cái tam năng tam bất năng á mà. Năng không nhất thiết tướng, thành dạo pháp chỉ trí, nhi bất năng tức diệt định, định nghiệp. Đối với Phật, nhìn dạo pháp dạo không, được. Trí tuệ Phật nhìn, như sanh như quyển, có. Nhưng mà giúp giùm ai đó những cái định nghiệp mà họ đã thọ dụng mà nó ràng buộc, nó khó khăn quá, thì phải từ từ mà tự giải mà thôi, chứ còn không mở một lần được đâu. Cái gút mà cột nó 2-3 mối thì cái người sáng mắt người ta mở giùm có dài tua là xong. Đây cái gút của mình mở 100 mối một cột thiết chắc vậy thì cái ông thánh nào mở cũng được, có mong đem vô hồn quẹt ra mà đốt đó chứ. Chứ là sao mở được. Cho nên là hỏi vậy thì nghe cũng thương đấy. Ý chí có muốn đi con đường thánh thiện tốt, nhưng mà cái việc đó tùy
Nếu mình ở trong cái gút mà mình có cái tâm gút mà cái nào nó siết ghê gớm, thì dầu cho người tỏ mắt sáng mắt đi nữa, mở cái phong nổi mở một chút xíu rồi mới có 5-10 gút là cái móng tay đã gãy lõi rồi. Lật móng tay rồi còn lấy gì nữa mà, mở hết nổi mà. Thì chỉ còn cách là đốt tiêu diệt cái gút đó thôi. À, giờ là thân thân đây được rồi. Bữa sau có thể nói tiếp.